Thời gian qua có rất nhiều anh em hỏi Thuận là bên Thuận có file của con chẩu đuôi xanh hay còn gọi là chim ăn ong, cái con che màn hình anh em, để anh em có tiếng phíp đi làm để đánh lưới. Thì Thuận có file là file gốc kiểu kêu về ngủ với lại kêu ăn lại kêu tục bậy anh em, tiếng đánh rất là ok. Anh em nào cần file này thì liên hệ với Thuận để Thuận tư vấn cũng như cung cấp chia sẻ cho anh em. Ngoài ra bên Thuận còn bán tất cả các loại tiếng chim đêm tròn và chim sẻ đồ này nọ, tất cả anh em bấm vào kênh sản phẩm để tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em có những ngày tháng vui vẻ đi sản phẩm, đặc biệt nhiều thành công. Anh em nào cần file gốc của tiếng này xin liên hệ số điện thoại là 0908252799, gặp Thuận để được tư vấn cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Anh em nào cần phải gốc của tiếng này xin liên hệ số điện thoại là 0908252799, gặp Thuận để được tư vấn cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào cần phải gốc của tiếng này xin liên hệ số điện thoại là 0908252799, gặp Thuận để được tư vấn cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Cảm ơn anh em. Anh em nào cần phải gốc của tiếng này xin liên hệ số điện thoại là 0908252799.